Ba tòa thanh tịnh Bồ đề, mười phương thiên chúng hội về nghe kinh, cầu diệt tận vô minh, cầu độ khổ sanh lanh vạn loài. Từ dục giới vân đài sáu cõi đến thiên cung sắc giới hữu hình, chư thiên đã tạo theo phước quả thiện. Đến giờ đời thân nan ngộ, đạo thầm thâm kiên khổ khó vào, tán lụng qua mau, đắm si trần cảnh. Đây là giờ chuyển kinh vô thượng, đây là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nó cao tâm, xin chư hiền giả làm thọ trì. Mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tu sam mam ga wa tô a ra ha tu sam ma sambu tha sa nak mô ta pha ga wa tô a ra ha tu sam ma sambu tha sa. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lánh giữ lợi quần sanh. Iti piso phagawa arahang sammasambuddho vinca charana sampanno sugato lokavido anuttaro purisadammasarati santhadeva manusanang buddho Phagavati. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, ơn đức thiền thệ cao dày, bậc thế gian giải chỉ bài chân tâm, vô thường sĩ đoạn, đoạn mầm ách phược, bậc trọn lành điều ngự trưởng quy phục, đạo sư tôn hiển chân như độ đời. Soạn Kha tô pha ga wa ta tham mô san đinh thi cô a ca li cô e hi pa si cô o ba na di cô ban chánh tăng quê đi tâm bồ huynh nhu hi ti. Pháp gia lành khéo dạy, lìa danh ngôn hí luận nghĩ bàn, vượt thời gian vượt không gian, thiết thực hiện tại hoát nhiên tỏ tường, pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ, lìa si mê xả bỏ vọng trần, trí bộ tánh chân nhân, tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường. Supatipanno pha ga wa to wa ka sang kho ujupatipanno pha ga wa to wa ka sang kho nha ya patipanno pha ga wa to sa wa ka sang kho Sammi chi pati panno phagavato sa vakkasang kho yadi dang chanta ri purisa yuga ni antha purisa pungala e sa phagavato sa vakkasang kho ahunayo pa hồ nay vô đăng khi nay vô anh cha li ca ra ni vô anu ta rằng buồn nhãn khét tăng lô ca sa ti. Bậc diệu hạnh thanh văn đệ tử, bậc chánh chơn pháp lữ tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà, thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niệm, thánh đức cao cả, phước điền dày sâu. Vạn đa mi chê tỳ văn sam băng sam bát tha nê su ba tính thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bố thân bua tha du băng sa ca lăng sa đa vạn đa mi chê tỳ văn sam băng sam bát tha nê su ba tính thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bồ tha ru băng sa
Xà Ca Lăng Xà Đa. Con xin cung kính nhất tâm, đảnh lễ Xá Lợi Kim Thân Phật Đà, Bồ Đề Bảo Tháp gần xa, đời đời hương liệu trầm hoa cúng dường. U ca sa ma dằng phành tê, quy sùng rằng kha nắng thà gia ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Ti dầm pi ma dằng phành tê, quy sùng rằng kha nắng thà gia ti sa ra nề na sa ha bánh cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm pi ma dằng phành tê, quy sùng rạc kha nát thà gia ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch sư thanh tâm, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kinh thỉnh sư thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Sư xin thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền tam quy ngũ giới. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duti chambi Buddhang saranang gacchami. Duti chambi Dhammang saranang gacchami. Duti chambi Sanghang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tati chambi Buddhang saranang gacchami. Tati chambi Dhammang saranang gacchami. Tati chambi Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duti yam pi Buddhang saranang gacchami. Duti yam pi Dhammang saranang gacchami. Duti yam pi Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tati yam pi Buddhang saranang gacchami. Tati yam pi Dhammang saranang gacchami. Tati yam pi Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ti sarana gahanang paripunnang. Pháp quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vân giữ điều học là quy y tránh xa sự sát sanh,
Adinna dana veramani sikapadang Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicca chara veramani sikapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramera yamacha pamadatana veramani sikapadang. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dở vui, uống rượu và các chất say. Banati bata veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumicchacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya macchappamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự vui, uống rượu và dùng các chất say. Imani pañcasika padani sa dukkhaṃ kattvā appamādena nicchakālaṃ samārakkhitappaṃ. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na pogasampada, sile na nibbutin janti, tasma silang viso. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa thúc sa thúc sa thúc ua ta mang ghê na quanh đê hăng ba đa băng sung qua rúa ta mang bùa thê vô ca lý tô đô xô bùa thô khả ma tu tăng ma măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô nên cuối sinh quay Phật vô biên con sám tội tiền khiên từ rầy. Ua ta mang ghê na anh đăng thầm manh cha đồ quỳ thắng hòa răng thầm mê vô khả lý tô đố xô thầm mô khả ma tu tăng mà măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý khởi sanh cuối sinh pháp học pháp hành cho con sám tội tâm thành từ đây. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng Sẵn khanh cha đu quỳ thố tam măng sẵn khê vô ca lý tô đô xô sẵn khô khả ma tu tăng ma măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng cuối sinh chư thánh phàm tăng cho con sám tội ăn năn từ rầy. Dạ con xin dâng mic lại cho sư chủ rùm ạ. Dạ, mô Phật. Ê, sa thú lành thay, Nguyên Như, anh hôm nay đọc kinh. Rất là hay. Dạ, kỳ tới, mai mốt gì, mời vị kế tiếp nha. Quý vị đến đi học đúng giờ, 9 giờ đó. Thì mời chị Lạc Lê nè, Diệu Pháp nè, Christina, Nguyên Trang, Tâm Pháp, cô Trần Đạo, rồi... cô Tường Mẫn chạy đâu rồi đó, mời quý vị đi học sớm rồi đọc kinh nha, đọc viết nha thuộc. Rất là hay quý vị nha. Người nào siêng đọc kinh tâm người đó từ từ sẽ được an vui thanh tịnh. Sư có nghe một ông sư huynh ông kể một câu chuyện vui nha.
Khi mà ông giảng đạo đó, ông dạy Phật pháp, thì có một người Mỹ tới hỏi ông là, tôi biết ông là ông sư, tôi biết ông là ông sư, ông dạy Phật pháp, nhưng mà ông nói cho tôi nghe thử coi, tóm tắt lời Phật dạy, cho tôi dễ dễ hiểu, dễ nhớ dễ hiểu ha. Thì ông sư huynh ông nói thì ra Đức Phật dạy đơn giản lắm, không làm các điều ác, làm tất cả các điều thiện lành, luôn luôn giữ tâm thanh tịnh, đó là chư Phật dạy. Ông Mỹ ông hỏi làm các điều ác là gì, thì ông sư nói là thì điều ác là sát sanh nè, trộm cướp nè, tà dâm nè, nói dối, nói lời ác độc nè, rồi xì kê ma túy nè, làm chuyện bậy nè, đó thì làm điều ác thì mất danh tiếng, xấu xấu xí, xấu hổ, đi chết, bị đọa địa ngục ha. Vậy chứ không phải làm việc thiện này, điều tất cả những điều thiện, ông sư nói là thì làm tất cả những điều thiện, ví dụ như là bố thí giúp người nè, ha, giữ giới nè, xuất gia tu tập nè, rồi tinh tấn tu tập nè, rồi nhẫn nè, ha, có tâm từ tâm xả. Ông Mỹ ông nói hay ha, nếu mà mình làm những điều thiện lành thì mình sẽ sanh về cõi trời, sanh về cõi trời thì an vui rồi, khỏi có lo lắng gì cả. Chư thiên họ đi chơi, họ có phước, thành ra họ có đầy đủ, khỏi phải làm gì thì khỏi lo. Nếu sanh về cõi trời thì khỏi lo, nhưng mà lỡ mà đi địa ngục thì sao? Ông nghĩ chắc tôi cũng không lo gì lắm đâu, bởi vì ở dưới địa ngục có bạn bè anh chị em tôi ở dưới nhiều lắm, ở dưới chắc nếu mà đi địa ngục thì cũng có người giúp đỡ, cũng không có bị cô đơn. Cái gì nghĩ sao? Gì có thoát khỏi không? Rồi, thưa quý vị, đó là câu chuyện xin nghe được ngày hôm nay. Nhưng mà nói thì nói vậy chứ không nên dễ vui ha, không nên để bị đọa xuống địa ngục ha. Thì thưa quý vị là cái chuyện địa ngục hoặc là sanh về cõi trời thì đó là cái chuyện tương lai, đó là cái chuyện đức tin thôi. Tại vì đức tin là cái gì mà người ta nghĩ, người ta tin, chứ không có chứng minh được. Nhưng cái mà thực tế đó, cái thực thực tế đó, khi mà tâm mình thiện lành, mình an vui thanh tịnh, khi mình tâm mình mà nó từ bi hỷ xả, mình có chánh niệm tỉnh giác, mình an vui đó, đó là tâm mình đang ở cõi trời. Vì đấy ha, khi mà tâm mình có lòng từ đó, từ bi hỷ xả, có chánh niệm tỉnh giác, đó là mình đang ở cõi trời. Còn khi mà tâm mình mà tham lam, rồi ganh tị, tật đố, ghen ghét, hận thù, muốn hãm hại chúng sanh, đó là tâm mình đang ở địa ngục. Đó là điều mình thấy được, mình chứng minh được. Mình đang ở cõi khổ, hoặc là mình đang ở cõi an vui. Thế nên là một người tu là phải biết cái tâm mình. Ví dụ như từ bi hỷ xả, thì có hỷ xả, mình để không, mình có từ bi hỷ xả không? Nhiều khi mình ít ít có cái đó, cho nên mình cũng khổ, phải không? Khổ cho nên mình phải tập, phải luyện dữ lắm quý vị, lúc nào cũng phải nhắc mình ha, nhắc mình từ bi hỷ xả, chứ không ngăn
Phiền não nó phủ, phiền não nó mạnh lắm. Cái gì nhớ, ở Việt Nam mình á, nó có những cái hồ nước á, nước đọng lâu ngày đó, bèo á, bèo xanh đầy hết quý vị. Người ta hay lấy rổ tôi đi vớt vớt bèo về, người ta nuôi vịt hay là người ta nuôi cá, nuôi heo rồi đó. Nhưng một người mà lấy cái vợt ngang vớt là thì nó trống ra một chút xíu à, cái nước nó lòi ra chút xíu rồi thì nó vừa dở cái vợt lên một cái là bèo nó phủ lại liền à. Thì phiền não nó cũng vậy đó, phiền não lúc nào nó cũng phủ mình đầy hết. Cho dù mình tụng kinh niệm Phật thì nó hở ra được chút xíu cái rồi quên quên niệm Phật hay là quên hành thiền cái nó phủ trở lại. Nói như vậy để cho quý vị thấy tu hành cũng là một chuyện khó chứ không phải dễ ha. Bên Ấn Độ đó nó có một câu chuyện, câu chuyện là con chó. Quý vị thấy con chó lúc nào nó cái đuôi nó cũng cong đó quý vị, cái đuôi nó cũng cong, nó chạy chạy hay nó đi đi cái đuôi nó cũng cong. Nó ít có được thẳng lắm, nó thẳng ra một chút mà hoặc là người ta vuốt nó, người ta cho nó thẳng ra chút rồi nó cũng cong trở lại à. Thì cái tâm chúng sanh cũng vậy đó. Phiền não lúc nào nó phủ mình hết đó. Thường ngẫm nghĩ mà thấy sợ ha. Ngẫm nghĩ mà thấy sợ. Thiệt ra dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, ha, tà kiến lậu, đó là những cái tâm phiền não rất là khó đoạn trừ. Rất là khó đoạn trừ. Cho nên cái việc tu học á, là phải tinh tấn ha, phải tinh tấn tu tập. Cộng với lại cái có phước nữa quý vị, cái người mà có phước á là giác ngộ nhanh lắm. Người mà giác ngộ nhanh là bỏ được phiền não nhanh lắm, nhưng mà có người rất là khó nha. Cho nên phải tạo phước ha, tạo phước phải học kinh nè, phải bố thí nè, phải giữ giới nè, phải nghe kinh rồi rồi nói kinh là thuyết pháp đó, hồi hướng công đức ha, rải tâm từ, tập tâm từ tâm xả, phải tạo phước. Cho nên vì thế không, có người mà có phước á, nhưng họ nghe kinh đó nha, họ hiểu và họ giác ngộ một cách nhẹ nhàng lắm. Ví dụ như trong kinh có một câu chuyện là một cái ông đạo sư ha, ông lo tu tập dữ lắm. Ông là một thiện trí thức mà, ông học hành, ông tu tập, ông nghiên cứu dữ lắm. Mà chưa giác ngộ. Thì một hôm ông nghe tin Đức Phật là bậc giác ngộ, ông mừng lắm quý vị, hoan hỷ lắm, ông mừng lắm, ông đi hỏi thăm và ông truy tầm, ông tìm cho bằng được. Khi mà ông gặp Đức Phật nha, ông đảnh lễ Đức Phật. Vì biết ông trên đường đi đó, ông thấy những cái hoa đẹp đó, ông cắt những cái hoa đẹp, ông thành nấm, hai nắm tay á. Thì ý của ông là khi mà gặp cái để mà dâng dâng hai cái bó hoa này lên cho Đức Phật không. Ông gặp Đức Phật, nghe Đức Phật từ xa nhìn thấy ông đang đang đi tới nè. Thì Đức Phật hỏi: này đạo hữu đi đâu vậy? Thì ông trả lời là con đi tầm đạo. Nghe nghe tin ngài ở đây, thành ra con rất là hoan hỷ, rất là mừng đến đây để hỏi đạo ngài. Cái gì biết làm sao? Đức Phật nhìn bên tay phải của ông á, Đức Phật nói buồn. Buồn. Cái ông nhìn tay phải ông thấy mình đang cầm một bó hoa ha. Cái ông buồn. Cũng tiếc lắm á, bó hoa đẹp mà, bó hoa cũng khó khăn lắm mới được. Rồi cái ông buông xong, cái Đức Phật
bên bàn tay trái của ổng đang cầm một bó hoa. Đức Phật nói buông, buông xuống. Thì ổng dòm dòm bó hoa rồi thì cũng tiếc đó à, nhưng Đức Phật nói mà phải à, ổng buông. Buông xong cái Đức Phật nhìn mà nhìn mặt ổng ha. Đức Phật nói buông, buông nữa. Ông hỏi bạch ngài, con buông hết rồi mà, còn gì nữa? À, hai tay tay trái tay phải con buông hết rồi. À, thế Đức Phật nói về à, buông cái phiền não ở trong tâm à. Ông nghe cho đó hiểu ra gì à, thì ông buông được à, những cái buồn, những cái phiền não, cái ông giác ngộ. Ừ. Thì khi mà ông buông được não á, thì cái sự an vui thanh tịnh á, nó hiện ra à. Thì gì thấy không? Cái người có phước ha, à, cái người có phước á, à, nghe lời Phật dạy á, à, giác ngộ nhanh lắm. Ừ. Cho nên mình là người thiếu phước à, cho nên mình phải cố gắng ha, mỗi đêm đi học. Rồi, kính thưa quý vị, à, Tỳ kheo Pháp Thanh, à, Pháp sư hôm nay đã đến với lớp học. À, kính chào sư và một lần nữa kính chào đạo tràng. À, kính chúc quý vị thính pháp được an vui, nhiều lợi lạc. À, sau đây mời Nguyên Như thỉnh Pháp sư nha. Mô Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bua tha sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bua tha sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bua tha sa Brahmacaloka thi ba ti sa ham ba ti ca tăng cha li an thi hoa rằng a ya cha tha san ti tha san tâm ba ra chăng kha cha ti ca đề xế tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng sanh thầm ma phê rinh quy nhà dân cha ca dân xua tánh cha bành thăng a phi thầm ma chăm măng A cô ta danh tô cha tu sanh cha đành đăng bà bố tha này dê bà ri xa và mạnh chê Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày dời trơn sang thuyết pháp đồ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân kết tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn và Nguyên Như con xin đọc bài chánh kinh của Ngạ Quỷ Sự chuyện Má Tá Quân Đá Lý chuyện này đã được kể ở tập truyện Thiên Cung phẩm 2 số 9 Thiên Tử Đeo Vòng Tay chuyện thứ 9 lâu đài của vị thiên tử đeo vòng tay sáng
mắt tá quân đá lý quý mà nát. Bấy giờ Đức Thế Tôn trú tại Sa Quách Thí ở Kỳ Viên, có một bà la môn sống tại đó, rất giàu nhưng không có lòng tin vào đạo và không bao giờ bố thí cho ai vật gì cả, nên được đặt danh hiệu người không bao giờ bố thí. Ông lại thường dạy bảo con trai là Mát Tát Cun Đá Lý đừng đến gần Đức Thế Tôn hay các đệ tử của ngài. Choàng tuân lệnh, khi chàng lâm bệnh, ông cha cũng không cung cấp thuốc thang gì cho đến khi chàng nguy kịch. Các thầy thuốc được mời đến đều bảo bệnh đã vô phương cứu chữa. Bấy giờ bậc đạo sư vừa xuất định đại bi, thấy ngài có thể cứu độ cả hai cha con, bèn đến gần nhà họ và phóng hào quang. Chàng trai rúng động toàn thân vì hoan hỷ, đảnh lễ ngài và nằm xuống. Ngay sau khi Đức Thế Tôn ra đi, chàng từ trần và được tái sanh vào một lâu đài 12 dặm trong hội chúng cõi trời 33. Ngày hôm sau tang lễ, ba ông cha ra nghĩa địa vừa khóc than vừa gọi tên con. Chàng thiên tử thấy ông cha liền xuất hiện trước mặt ông như chàng Mát Tát Cuồn Đá Lý đang khóc với hai tay chắp lại vì đau buồn, vừa kêu: "Ôi mặt trăng, ôi mặt trời!" Vị bà la môn liền hỏi: "Mang chuỗi hoa, vòng tay điểm trang, làn da tẩm phấn bột chiên đàn." Chàng than khóc với đôi tay chắp: "Sầu khổ vì sao ở giữa rừng?" Chàng thiên tử đáp lại ông: "Bằng vàng đúc sáng rực huy hoàng, xuất hiện ngày xưa xe của con. Đôi bánh xe này con chẳng thấy, do buồn khổ ấy muốn lìa trần." Vị bà la môn lại nói với chàng: "Đúc bằng hồng ngọc, bạc hay vàng, hãy nói cho ta biết rõ ràng. Nam tử bà la môn quý mến, ta đi tìm cặp bánh cho chàng." Thanh niên bà la môn ấy muốn hạ lòng tự cao của vị bà la môn đã không mua thuốc thang gì cho chàng, liền nói: "Hẳn chúng lớn bằng mặt trăng mặt trời kia." Và chàng yêu cầu ông như sau. Nam tử la môn nói với ông: "Đôi vòng nhật nguyệt vẫn thường trong, xe con vàng đúc thường bừng sáng, với cặp bánh này giữa cõi không." Vị bà la môn bảo: "Chàng la môn quả thật điên khùng, chàng kiếm thứ đồ chẳng thể mong, ta chắc rồi đây chàng sẽ chết vì chàng không thể được trời trăng." Thanh niên bà la môn đáp: "Thế ai điên khùng hơn ai, người khóc đòi vật có thể thấy được hay người khóc đòi vật không thể thấy? Ta thường thấy lặn mọc trời trăng, đặc tính sắc màu lúc chuyển luân, song kẻ mạng chung nào thấy được giữa ta ai khóc thật điên khùng." Nghĩ rằng chàng nói có lý, vị bà la môn bảo chàng: "Quả chàng nói đúng, bà la môn, than khóc vậy ta ngu xuẩn hơn. Ta khóc than vì người đã chết, khác nào con trẻ khóc đòi trăng." Và vị bà la môn không còn buồn khi ngâm vần kệ trên, ông lại ngâm các vần kệ tháng chàng thanh niên bà la môn ấy: "Lòng ta thiêu đốt nóng bừng, như là sữa lạc đổ trong lửa đào, nay vừa được tưới nước vào và đang lắng dịu biết bao khổ sầu. Quả chàng nhổ mũi tên đau, nỗi buồn kia đã cắm sâu vào lòng, xua tan mọi mối thương tâm của người cha đã đau buồn vì con. Giờ đây mát lạnh dịu lòng, mũi tên đã nhổ, ta không còn buồn, ta không còn phải khóc than." Sau khi nghe nói, hỡi chàng La Môn. Sau đó vị bà La Môn hỏi chàng: "Thế chàng là ai?" Và ngâm kệ tiếp: "Có phải chàng thiên tử nhạc thần, sắc ca thiên chủ đại danh lừng, thi ân hào phóng trang nam tử, con của ta muốn biết chàng." Chàng liền nói với ông về bản thân mình: "Con là nam tử của ngài đây, ngài hỏa thiêu con nghĩa địa này, ngài đã khóc than và khổ não, còn con làm thiện nghiệp riêng tay, nay lên cộng trú cùng thiên chúng, tam thập tam thiên lạc phúc đầy." Vị bà la môn hỏi: "Cúng dường lớn nhỏ ở trong nhà, ta chẳng thấy đâu trước đến giờ, hoặc giữ giới hay ngài Bồ Tát
làm sao con đạt cõi Bam Ba? Thanh niên Bà La Môn đáp: Sư con bệnh hoạn ở trong phòng, đau đớn ngập tràn cả tấm thân. Con thấy Phật Đà vô lậu hoặc, đoạn nghi, thiện thệ, trí viên toàn. Tâm con tràn ngập nỗi hân hoan, đảnh lễ Như Lai với tín tâm. Khi thiện sự con vừa thực hiện, con lên cộng trú chúng thiên thần. Khi chàng đang nói vậy, toàn thân vị Bà La Môn tràn đầy nhiệt tình, và ông nói: Thật là hy hữu, diệu kỳ thai, đây kết quả hành động chắp tay. Ta cũng hân hoan, tâm tín ngưỡng, quy y Đức Phật từ ngày nay. Sau đó, vị thiên tử muốn khuyên ông quy y và nhận ngũ giới, lại ngâm hai vần kệ: Ngay từ hôm nay với tín tâm, ngài quy y Phật Pháp cùng tăng, hành trì ngũ giới chuyên tu tập, giữ trọn vẹn không có lỗi lầm. Từ nay ngài tránh muôn loài, không lấy vật chi chẳng tặng ngài, không uống rượu nồng, không nói dối và tri túc với vợ mình thôi. Khi chàng thiên tử đã khuyên ông nhận tam quy và ngũ giới như vậy, vị Bà La Môn đồng ý với lời chàng và bảo: Chàng muốn an lạc, dạ xoa, chàng mong hạnh phúc với ta mà. Ta tuân lời dặn, này thiên tử, chàng chính là thầy giáo của ta. Ta sẽ quy y vào Phật Pháp và quy y hội chúng tăng già. Từ nay, ta tránh sát muôn loài, không lấy các tài vật của ai, không uống rượu nồng, không nói dối và tri túc với vợ mình thôi. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ, con xin thỉnh sư Pháp Thanh đăng đàn thuyết pháp cho chúng con bài học ngày hôm nay, bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng và kính chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Thì thật ra cái bài này đó nó vừa liên quan cái phần ngạ quỷ sự mà cũng là thiên cung sự. Tại vì sư trước hết thì sư xin tóm lược lại để quý vị nắm được cái ý của bài này. Thì ở kinh thành gần Kỳ Viên Tịnh Xá có một cái vị trưởng giả giàu có, ông có biệt danh là Á Đinh Ná Búp Bá Cá. Sở dĩ mà ông có cái biệt danh này đó vì ông ta là một cái người rất là keo kiết bỏn sẻn. Ông ta không hề cho ai một cái vật dụng dù nhỏ mọn đi chăng nữa đó, ông ta cũng không có cho ai hết. Cho nên là cái người mà gọi là không bao giờ biết bố thí. Thì ông ta có một cái cậu công tử có tên là Mát Thá Cun Đá Lý, hay là còn ở quý vị coi ở trong cái phần chú giải của Pháp Cú Kinh đó, cái câu số 2 đó thì có cái tích chuyện về cái bài này. Dạ, không biết là quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, thấy cô Từ Mẫn không có nghe được. Dạ, cô nghĩ coi lại cái máy của mình coi. Dạ, chứ mấy vị này người ta nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Trang, cảm ơn Diệu Pháp và cảm ơn cô Trần Đạo. Thì ông ta không có dám mà sử dụng cái tài sản cho chính bản thân mình hay là trong những người trong gia đình đó. Thì khi cậu này lớn lên thì đối với những cái vị mà con của những vị trưởng giả giàu có, thường thường là hãy có những cái đồ trang sức. Nhưng mà ông này đó không sợ, đem vàng đi lại cho mấy ông thợ làm đó thì vừa tốn công mà còn sợ là mấy ông này ăn ăn xén ăn bớt. Cho nên là ông tự làm, ông lấy vàng ra rồi ông nhồi, ông đập
cấu lại cái một cái khúc dài tròn vậy đó, rồi ông khoanh lại, ông cho cái cậu này đeo, chứ không có đem vàng đi đi lại nhờ những người thợ làm những cái món đồ trang sức. Rồi khi mà cái cậu Mát Thát Quân Đã Lý này nè, cậu Kim Hoàng á, cậu bị bệnh, bị bệnh cái chứng bệnh gọi là bây giờ gọi là sốt vàng da đó, thì ông ta cũng sợ sợ là đi mua thuốc rồi kêu mấy cái vị lương y tới chẩn mạch rồi kia nọ hút thuốc đó nó tốn kém, cho nên là ông ta mới đi dọ đi lại những cái vị thầy thuốc đó. Ông ta nói chứ bây giờ cái người mà bệnh như vậy đó, có cái chứng bệnh như vậy đó thì uống những cái thuốc nào. Rồi mấy cái vị lương y thì có người tốt thì người ta nói cũng cũng có chỉ, còn có người thì người ta nói cũng không có đúng, cho nên là ông ta cứ nghe theo đó mà ông ta đi tìm những cái vị thuốc về cho cậu Kim Hoàng uống, nhưng mà nó không khỏi, càng ngày cái bệnh càng nặng trầm trọng thêm. Rồi khi mà thấy cậu này là yếu quá sắp chết rồi, ông ta mới sợ những người bà con thân bằng quyến thuộc mà đến thăm đó, thì dòm ngó cái tài sản, cho nên là ông ta mới đem cậu con trai mình đó, đem ra nằm ở ngoài mái hiên chứ không có để ở trong nhà đó. Thì sáng hôm đó thì Đức Phật dùng cái tệ nhãn quan sát thì thấy cậu này sẽ là cái người được Đức Phật tế độ ngày hôm đó, cho nên Đức Phật mới đắp y mang bát đi đến. Nhưng mà lúc này đó, vì cái cơn bệnh nó hoành hành, cậu này sắp chết rồi, rồi cậu này nằm quay mặt vô trong, nhìn vô trong vách, cho nên là Đức Phật phải dùng cái thần thông để hiện cái hình của ngài ở trên cái vách để cho cái cậu này thấy. Thì khi mà cậu này thấy cái hình ảnh của Đức Thế Tôn ấy, với cái tâm tịnh tín, cái tâm trong sạch tín hành, cậu này muốn đưa tay lên để đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà sức cùng lực kiệt, cậu ta không thể nào mà nhấc nổi hai cái tay của mình để mà chấp lại để đảnh lễ Đức Phật nữa. Thì ngay cái giây phút đó cậu ta trận tử nghiệp đến và cậu ta đã từ giã cái kiếp nhân loại. Thì khi mà chấm dứt cái đời sống ở cõi nhân loại với cái tâm mà trong sạch tín hành tam bảo, thì cậu ta với cái phước báo đó thì cậu ta sanh làm một cái vị chư thiên ở trên cõi trời. Thì giống như một người mà ngủ rồi chợt thức thức giấc, tự nhiên mình đang ở cõi người mà bây giờ lên ở cõi trời thành một cái vị thiên tử, có tòa bảo cung rồi có những cái thiên nhân hầu hạ, thì cậu ta mới nhanh chút, thì lúc đó thấy cha của mình đang ở trong bãi tha ma khóc lóc, cho nên là cậu ta muốn xuống để tế độ cha mình. Rồi cậu ta đang qua cái câu chuyện hồi nãy thì cô Nguyên Như đã trình bày trong Phật Chánh Kinh thì quý vị cũng nắm được. Nhưng mà cái ông mà Á Đinh Búp Bá Cá này đó, ông không tin rằng một cái người mà có cái lòng đức tin trong sạch mà được sanh làm chư thiên. Thành ra là sau khi cậu này khuyên nhủ xong thì ông ta đi đến đảnh lễ Đức Phật. Rồi ông ta mới hỏi Đức Phật vậy chứ, là có phải sự thật mà cái người mà chỉ có cái lòng tin và có sự cung kính Đức Phật mà không có dâng cúng gì hết cũng được là cái phước báo để tái sanh làm chư thiên không? Thì Đức Phật nói cái điều đó nó đã hiển hiện trước mặt ông rồi, ông còn hỏi gì nữa? Nó thì từ đó đó ông ta mới có cái niềm tin, và sau cái đó thì Phật thuyết pháp thì ông ta đạt được thánh quả. Cho nên á, ở đây cái trường hợp này, nếu
ông ta không có duyên lành. À, ông ta mà không được nghe thời pháp, à, thì ông ta sẽ rơi vào khổ cảnh. Tại vì quý vị biết rằng những cái người mà họ cái tâm họ quá bỏng sẻn, keo kiết, à, thì cái người này á, là không bao giờ mà được tái sanh về những cái cảnh giới tốt đẹp, không? Bởi vì họ dính mắc, họ chấp thủ, à, vào cái tài sản, à, cho nên là cái tâm của họ là không có rời khỏi những cái vật chất, cái tài sản, nhà cửa, à, vàng bạc. Cho nên là với cái sự dính mắc này đó, nếu mà ông ta không có được tế độ đó thì ông ta sẽ sanh làm ngạ quỷ. À, nhưng trong quá khứ ông ta cũng từng có tạo trữ một cái chút công đức phước báo nào đó, cho nên á là nhân duyên, à, cậu cậu Kim Hoàng này đã đắc quả Tu La Hoàn, tái sanh làm vị chư thiên, à, và cái duyên lành á trở về, à, để mà, à, tế độ lợi cho ông cha của mình đó. Thành ra đó, ở đây á, là được xếp vào cái chuyện ngạ quỷ sự là cái nhân. Nếu mà ông, à, Á Đình á, búp bá cá này đó, mà ông không có phước đó, thì ông sẽ thành là cái ngạ quỷ để gìn giữ, dính mắc cái tài sản của ông ta. À, nhưng mà nhờ cái nhân duyên, à, ông ta thoát khỏi cái khổ cảnh, à, mà được trở thành một cái vị thánh hữu học. Đó là một cái điều hết sức là quan trọng ở đây, để mà quý vị thấy rằng, à, không phải là chúng ta dâng cúng mà bằng bốn món vật dụng mà nó đem đến cái lợi ích, à, mà khi chúng ta có một cái niềm tin, à, trong sạch, à, tịnh tính đối với Tam Bảo, à, thì nó cũng có một cái phước rất là lớn. À, thành ra đó, thỉnh thoảng sư hay nhắc là cái vấn đề mà nhiều người họ hiểu sai lầm. Họ muốn nói là quy Tam Bảo là một cái gì đó nó phải tốn kém, rồi phải thế này thế khác. Thật sự ra đó, cái quy Tảo nó không có đòi hỏi quý vị phải sắm sửa lễ vật là đồ gì hết, mà chỉ cái tâm trong sạch, à, hướng về nơi Tam Bảo, à, để nương nhờ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, à, để từ đó mà chúng ta có điều kiện nỗ lực để mà học tập và thực hành giáo pháp. À, chứ ở hoàn toàn không cần phải có điều kiện vật chất gì hết. À, còn cái vấn đề mà vật chất quý vị muốn cúng dường thì cái đó là tùy hỷ. Nhưng mà quý vị thấy rằng đó, cái vấn đề mà quy Tam Bảo nó hết sức là quan trọng ngay trong cái đời sống hiện tại này, và chính cái này nó là cái nhân, à, để sau này, à, quý vị có thể đi đến cái sự giải thoát. À, thành ra đó, cái gì nó cũng có nhân có duyên. Tại sao mà Đức Phật tế độ những người hữu duyên? Tại vì những người này đó đã từng có quy Tam Bảo, đã gìn giữ, à, ngũ giới, đã thực hành, à, các cái bổn phận, à, của một cái người, à, cư sĩ. À, những người này có bố thí trì giới, à, tu tiến cung kính phục vụ, à, thực hành những cái thiện pháp thiện sự. À, thì chính những cái điều kiện này đó nó mới đưa đến cái sự tế độ để đi đến sự giải thoát. À, còn bây giờ có nhiều người khuyên họ quy Tam Bảo nhưng mà họ sợ, không bao giờ họ chịu quy đâu, à, chứ đừng nói gì tới mà gìn giữ thọ trì cái ngũ giới hay là bát quan trai giới nữa. Đó,
Cho nên á là chúng ta phải hiểu biết à, đây chính là những cái nhân hết sức quan trọng. Quý vị đọc ở trong những cái kinh, trong tích truyện của Pháp Cú Kinh cũng vậy, vì thấy rằng có những cái vị chư thiên đó, à, cái vị chư thiên này á, thời kỳ à, không có Đức Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian, cái vị này đó bố thí à, cho những người nghèo ở bốn cổng thành suốt 2.000 năm à, nhưng mà vì không có giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian cho nên vị này á không không có được quy à, mặc dù làm tạo trữ công đức phước báo suốt 2.000 năm như vậy đó, vị này cũng được làm chư thiên à, nhưng mà cái phước báo nó kém cỏi à. Thì à, một lần à, Đức Phật thuyết pháp ở trên cõi trời, vị này đến nghe pháp à, vị này hoan hỷ à, đến trước các cái vị chư thiên khác à, nhưng mà ở trên cõi trời á thì người ta thừa hưởng cái năng lực phước báo của mình, mặc dù vị này đến rất là sớm, lúc đầu thì ông ra ngồi gần Đức Phật đó, nhưng mà vì hào quang rồi này kia nọ đó nó kém hơn, cho nên những cái vị mà người ta mặc dù là người ta làm phước thì không nhiều bằng ông, nhưng mà nhờ người ta có quy tam bảo à, trong cái thời kỳ mà có giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian, dâng cúng đến Đức Phật và chư thánh tăng, cho nên cái phước báo người ta lớn hơn, hào quang người ta sáng hơn, cho nên là đẩy ông ta một hồi là ngồi xa Đức Phật cả hàng mấy vô tuần à. Đó, cho nên tâm tư ông ta buồn rầu, thì lúc đó Đức Phật mới mới dùng cái lời lẽ nó khuyên nhủ ông à. Thành ra đó có những vấn đề mà khi mà nó có điều kiện chúng ta có khả năng có thể làm được à, nó không tốn kém gì hết, nhưng mà có người lại không làm à, khi mà chúng ta bỏ qua rồi đó thì sau này á chúng ta hối hối tiếc à, cái tâm hối tiếc những cái điều thiện mà mình đã bỏ qua, rồi tâm ăn năn hối lỗi những cái bất thiện mà mình lỡ làm à, thì đó nó là những cái chướng ngại, cái truyền cái để ngăn che cái sự thực hành. Thì trở lại cái vấn đề là mà cái ông đó, ông trưởng giả Á Đình á, Búp Ba Cá đó, thì quý vị thấy rằng á, à, trong thế gian này á, có Đức Phật nói có bốn hạng người à, có những hạng người đó thì quý vị thấy rằng ở trong xã hội, trong gia đình có những hạng người đó, là giàu cho thân bằng quyến thuộc có hỏi han, người ta khó khăn á, ta hỏi han, ta muốn nhờ người đó giúp đỡ, là xin những cái vật dụng gì đó, nhưng mà người này là có hỏi đến họ cũng không cho, không bao giờ cho à. Rồi có những người á thì có tấm lòng rộng mở à, với bàn tay buông xả, thì khi mà thân bằng quyến thuộc mình á, lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn à, những người này đó họ không cần phải có người lên tiếng à, nhờ giả à, xin xỏ, người này tự động người này là giúp đỡ à, sẵn sàng đỡ những điều kiện mình đang có à, hỗ trợ một cách là hết lòng à. Rồi có những người đó, khi nào mà được hỏi đến thì người ta mới cho à, chừng nào mà à, bạn bè thân bằng quyến thuộc mà có hỏi đó thì người này mới cho, là cái hạng thứ ba. Còn cái hạng mà thứ tư đó là không thể hỏi đó, họ mà cũng họ cũng không bao giờ họ cho ai đó. Cho nên là chúng ta thấy vậy để biết
Thì những cái hạng mà là được hỏi đến nhưng mà không bao giờ cho này đó, thì cái này họ đời sống họ quá bỏng sẻn nha. Thì trong phần chú giải Pháp Cú Kinh cũng đưa ra nhiều cái ông trưởng giả họ giàu đến nỗi mà tiền vàng rất là nhiều nhưng mà họ không dám ăn, không dám sử dụng. Cái ông mà ông thèm cái bánh bánh bột chua mà đến độ mà coi như mà ông thèm ăn cái bánh đó mà ông đổ bệnh luôn mà ông cũng không dám ăn. Hay là một cái ông bá hộ, ông có 80 triệu đồng tiền vàng nhưng mà ông không dám ăn, không dám xài. Ông nói với con ông đừng có tưởng là 80 triệu đồng đó là tiền nhiều, bây giờ phải làm để kiếm thêm. Rồi con trai á, là phải đi học nghề học nghiệp, rồi phải đi qua những cái kinh thành khác để làm ăn. Cho nên là khi mà ổng lâm bệnh á, cái người con trai không về kịp, rồi ông ta bám níu dính mắc với cái tài sản 80 triệu đồng tiền vàng này á, ông ta chôn dưới đất á. Thì ông ta sao? Tái sanh làm con chó để giữ cái tài sản đó. Thành ra cái ông mà A Đình á, Bà Cá này nè, nếu mà ông ta không có được Đức Phật tế độ thì ông ta cũng sẽ lâm vào cái hoàn cảnh đó. Cho nên á, là trong đời sống mà chúng ta phải phải thực hành buông xả, mở rộng bàn tay bố thí. Khi có điều kiện chúng ta tạo những cái phước báo. Thì cái mà trong các cái thiện pháp cái dễ dàng nhất để thực hành là cái bố thí. Đầu tiên là những cái vật dụng nào mà mình dư, mình thấy hai ba cái bây giờ có người ta cần mình san sẻ mình cho bớt để tập để gì, để mình xả bỏ bớt của cải thế gian này, nó đâu có, mình đâu có đem theo đi qua những cảnh giới khác được. Mà khi mà chúng ta ôm đờn dính mắc chấp thủ vào những cái tài sản đó thì nó càng khổ. Mình càng dính mắc chừng nào khổ nhiều chừng nấy. Dính mắc vào tài sản thì khổ về tài sản, sợ mất mát. Dính mắc về thân bằng quyến thuộc thì khổ đau. Khi thân bằng quyến thuộc bệnh tật mất. Rồi dính mắc về cái thân ngũ uẩn này thì khổ đó. Cho nên đó, là khi mà chúng ta buông xả về tài sản thì chúng ta sẽ bớt đau khổ. Khi chúng ta buông xả về thân bằng quyến thuộc thì chúng ta sẽ dời bớt được một cái nỗi khổ. Rồi khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta không còn dính mắc chấp thủ vào cái ngũ uẩn thì chúng ta sẽ khổ, bớt khổ được một một mối nữa đó. Cho nên á, khi mà chúng ta bố thí, chúng ta buông xả thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Hay là quý vị thấy rằng cái những cái người mà họ bơi cái thuyền để đi trên nước bây giờ nếu mà cái thuyền mà chất chứa mà càng nặng thì nó sẽ đi chậm. Còn mà khi mà chúng ta biết ta dứt bỏ bớt những cái vật dụng không cần thiết ở cái trên chiếc chiếc thuyền thì sao, càng lúc cái thuyền nó càng nhẹ, mà khi mà cái thuyền nó nhẹ thì nó sẽ đi nhanh hơn đó. Thì trong cái sự tu tập cũng vậy khi mà chúng ta càng bám níu càng chấp thủ thì phiền não
càng nhiều. Cho nên là những cái việc nào mình học hỏi hiểu biết để lần hồi mình xả bỏ, mình buông bỏ bớt, thì mình sẽ dời bớt đi những cái khổ đau. Đó. Quý vị thấy rằng có những cái ông vua chinh phạt đầu này đầu nọ để mở rộng bờ cõi, rồi để chiếm đoạt những cái kinh thành, để bắt người khác làm nô lệ thế này thế khác. Nhưng mà rồi cuối cùng đến phút lâm chung, ông ta có đem theo được gì? Rồi những cái người mà suốt cuộc đời quần quật chỉ biết kiếm tiền cho thấp nhiêu, nhưng mà rồi khi mà bệnh tật thì cái tài sản nó có thể mà cứu khỏi cái bệnh được hay không, rồi có thể tài sản nó có thể là tránh khỏi cái chết hay không. Cho nên á, mặc dù cái tài sản thế gian có đôi lúc nó cũng quan trọng, nó cũng đem đến cho mình một cái đời sống tương đối an ổn, nhưng mà chúng ta đừng có quá chấp thủ vào nó. Khi mà chúng ta dính mắt chấp thủ vào nó là cái chướng ngại, nó cũng là một cái sợi dây trói buộc rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật dạy là khi mà chúng ta có được một cái đời sống tương đối an ổn, thì chúng ta phải biết đem cái tài sản ra để mà tạo dựng những cái phước báo trong ngày vị lai. Cho nên là với những cái người Phật tử, chúng ta phải thực hành cái hạnh bố thí. Không phải là Đức Phật kêu gọi là tất cả phải đem cái tài sản của mình đi đi dâng cúng làm những cái việc thiện hết, nhưng mà phải biết sử dụng cái tài sản một cách hợp lẽ. Như cái tài sản mình chia ra làm bốn phần. Một phần để chi dụng trong đời sống hàng ngày, ăn uống, tu bổ nhà cửa, rồi lo trong gia đình. Một phần là sao? Một phần mình phải để dành dự phòng, những khi nào mà hôm nay mình còn khỏe, mình còn đi làm được, nhưng mà lỡ ốm đau bệnh tật nó xảy ra sao? Thành ra một phần đó là mình để dự phòng lại. Hoặc là những cái người kinh doanh buôn bán thì mình phải lấy một phần đó để đầu tư vô vô cái nguồn lợi, cái điều kiện để mình làm ăn đó, để nó sinh lợi. Còn cái phần mà mình ăn uống chi dụng này nè, là nó không có đem lại cái nguồn lợi được nữa. Rồi một phần á, sao? Một phần mình để ra để có thể là giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ thân bằng quyến thuộc. Rồi một phần là mới làm của chôn của để dành, tức là chúng ta bố thí cúng dường đến Tam Bảo, rồi hộ trì Tam Bảo, sửa chùa, xây tăng xá, cúng dường bốn món vật dụng đến chư tăng đó, hay là hoặc là chúng ta giúp đỡ những cái hội từ thiện, giúp đỡ cho những người bần cùng neo đơn đó, thì cái phần đó là cái phần gọi là chôn của để dành. Đây là cái phước báo quý vị làm để xả bỏ những cái tâm tham lam bỏng sẻn dính mắc và rằng, và chính những cái phước báo này đó, mình đi tái sanh đến bất cứ cảnh giới nào đó, thì những cái phước báo này nó cũng đi theo mình. Đức Phật nói giống như bóng với hình đó. Chứ còn như ông này là ông
dính mắc vào cái tài sản. À, rồi nếu mà ông chết thì ông ta cũng đâu đem theo được gì. Đó. Cho nên á, là chúng ta phải sống mà giống như cái hạng người thứ hai, hạng người thứ ba. Tức là khi những cái cuộc mà trai tăng, dân y, bây giờ mình biết đây là những cái thiện sự, mình sẵn sàng, mình đóng góp, mình hùng phước vô. Hoặc là khi mà thí chủ hay là hoặc là chư tăng cần ta hỏi đến thì mình sẵn sàng dâng cúng vật thực, y phục, thuốc men, chỗ trú ngụ. Thì đó là những cái điều mà chúng ta nên làm để chúng ta tạo trữ cái công đức phước báo. Thì như cái bài học mình vừa học ngày hôm qua đó, thì cái nếu mà cái người chồng á không có cái tâm hiểu biết về Phật pháp, khi mà nữ ngạ quỷ á, kêu ông này ông kêu nữ ngạ quỷ là về nhà để ông cho vật thực đồ này kia nọ, nhưng mà nữ ngạ quỷ này nói là bây giờ những cái vật thực đó người ta thọ hưởng cũng được, bây giờ nếu mà ông muốn giúp đỡ tôi ông hãy bố thí cúng dường đến chư tăng rồi ông hồi hướng cái phước báo đến thì tôi mới nhận được đó, để ông làm theo cái lời của nữ ngạ quỷ, và nữ ngạ quỷ này đã nhận được cái phần phước thì thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ, trở thành một cái vị nữ chư thiên. Thành ra đó, qua những cái bài học này để chúng ta thấy được nhân và quả, để từ từ chúng ta tránh xa những cái chấp thủ. Những cái qua những cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng những cái chúng sanh mà rơi vào cái khổ cảnh trở thành ngạ quỷ thì những chúng sanh này tạo những cái ác nghiệp qua thân qua khẩu, rồi sao họ cái tâm của họ nó bỏng sẻn xấu xa, họ không bao giờ họ thực hành những cái thiện pháp nào. Chính đó là những cái nhân để rơi vào khổ cảnh. Thành ra đó, khi chúng ta qua những cái tích chuyện này để minh chứng, để quý vị thấy rằng nhân quả là một cái định luật hết sức là công minh, công bằng và sống, không ai có thể thay đổi được cái định luật này hết. Ở thế gian thì có nhiều khi là mấy ông quan tòa mấy ông còn hối lộ rồi muốn bẻ cong luật pháp, nhưng mà đối với cái định luật nhân quả là bất cứ dù một cái thiện sự nhỏ cũng đem đến cái phước báo, mà một cái bất thiện nghiệp dù nhỏ cũng cho cái quả khổ đau. Để từ đó mà chúng ta cảm thấy rằng ghê sợ, kinh khiếp tất cả những cái bất thiện pháp. Chúng ta sợ hãi, tránh xa nó như là những vật ô uế. Dù là nó chỉ là những cái vật ô uế bất tịnh á, dù chỉ là một giọt nhỏ như cái chân nhang thôi, nhưng mà nó cũng đem đến một cái mùi xú uế hôi hám. Chúng ta phải nhòm tẩm kinh sợ nó như vậy đó. Rồi chúng ta hướng về những cái việc lành, những cái việc lành dù cho nhỏ nhất chúng ta cũng thực hành khi mà có điều kiện để chúng ta tạo trữ.
Rồi đối với những cái thân bằng quyến thuộc, thì những người nào đó mà chúng ta thấy có thể giúp đỡ được thì chúng ta sẵn sàng giúp đỡ. Có những người thì không bao giờ họ họ lên tiếng, họ xin ai hết. Thậm chí là người khác ta hỏi họ cũng không không lên tiếng. Có những người cha mẹ con cái muốn giúp đỡ nhưng mà người này họ cũng không không có cần cái sự giúp đỡ của con cái nữa. Thì có một lần là cái ông này đó ổng bị bệnh xơ gan, thì ổng ở gần chùa Tứ Phương Tăng, rồi con cái thì bây giờ nó lớn hết, nó về làm ăn ở dưới thành phố. Nhưng mà có cái một trong đó có một cô thì cô cũng có hiếu lắm, cô hay thỉnh thoảng cô có hay điện thoại về cô hỏi hỏi ba bữa nay ba khỏe không ba. Thì mặc dù là ông ta là xơ gan thời kỳ cuối rồi nhưng mà vì thương con cái nó đang ở xa, nó làm ăn rồi kia nọ, mà bây giờ mình nói thì nhiều khi nó bỏ công việc rồi nó chạy về cũng mất công cho nó. Thành ra đó ông ta cứ nói ba khỏe con, ba khỏe, nhưng mà cái tình trạng ông ta bệnh càng ngày càng nặng. Thì đêm đó là 11 giờ khuya ông ta mất. Thì cái người kế bên đó là cũng hay đi chùa, mới vô chùa thỉnh chư tăng đến tụng kinh. Thì khi mà ra nhà đó thì chờ những cái người con về, đến 12 giờ mấy gần 1 giờ sáng đó, thì mấy người này mới đi taxi ở thành phố về tới. Cô này cũng mới khóc lắm, cô nói trời ơi 8 giờ 9 giờ con điện thoại về con hỏi ba, nói ba còn khỏe, ba khỏe không sao mà 11 giờ ba chết. Đó. Đó. Thành ra đó có những người á, người ta vì không muốn vướng bận cho con cái, người ra ráng khảm nhẫn, người ta chịu đựng. Còn có những người á, cha mẹ nó coi như mình cung phụng chứ không biết bao nhiêu mà đủ, cứ 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 được cái này đòi cái khác, được cái này đòi khác. Cho nên á chúng ta cũng biết với những người nào thì chúng ta xét thấy khi mà cha mẹ hay là xét thấy chư tăng cần dùng thì mình sẵn sàng mình bố thí trường. Còn đối với những người mà cái tâm người ta mà cứ xin xỏ hoài thì mình phải biết mình hạn chế, chứ không phải là ai ai xin mình cũng không cho, mà không phải là ai mình cũng cho. Thì tùy theo đối tượng, qua cái tiếp xúc tìm hiểu mình biết, thì mình sẽ có chuyện để mình giúp đỡ. Cho nên á là có khi được hỏi thì mình cũng thể cho, có thể cúng dường, có thể giúp đỡ. Nhưng mà có những lúc á thì không cần hỏi mà biết xét thấy. Bây giờ thí dụ như một cái chùa đang sửa chánh điện, đang sửa tăng xá, đang tôn tạo tượng Phật, thì đâu cần gì mình chư tăng phải lên tiếng hỏi. Mình thấy cái việc mà việc phước cần nó làm thì mình sẽ tự động, mình trong điều kiện khả năng mình hùng phước mình cúng dường, thì cái điều đó là cái điều mà hết sức quý báu. Chứ đâu cần phải chư tăng lên tiếng kêu gọi rồi mình mới hùng phước rồi vô đó. Thành ra đó chúng ta phải tập, chúng ta phải tập từng bước để giảm thiểu những cái dính mắc, những cái bám níu chấp thủ, tại vì nó là những cái đưa chúng ta đi vào khổ cảnh.
lần hồi chúng ta thực hành cái hạnh buông xả, xả ly, cái bàn tay rộng mở, thì đây là những cái nhân lành để đưa chúng ta đi đến những cái cảnh giới an vui. Thì qua cái câu chuyện Ngạo Quỷ Sự thì về cái ông đại trưởng giả và cậu Kim Hoàng, thì cô sư cũng xin giải thích và chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ca nghe, và cũng kính chúc quý Phật tử có nhiều sức khỏe an vui, thực hành theo lời dạy Đức Phật để có được những cái phước báo và những cái sự an lạc trong đời sống hiện tại, cũng như hướng đến những cái đời sống thanh cao tốt đẹp trong ngày vi lai. Và cầu mong tất cả quý vị an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Thầy giá. Và con xin một lần nữa kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ sư Quy Nguyệt, và con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ hôm nay rất đông quá, được nhiều quần hùng hội tụ, rất là hoan hỷ ạ. Con kính bạch sư Pháp Thanh, nguyên như có một câu hỏi bạch sư. Khi mà trong tâm mình có cái nhiều nỗi buồn giận, nhiều khi mình hay cứ bực người này trách người kia mà mình không có nói ra được. Tự thứ nhất là có thể là mình không gặp, có thể là mình không dám nói, rồi không tiện nói. Mà nếu mà trong lòng mình cứ bực tức, rồi mình sầu muộn, rồi mình cứ có nhiều, nói chung là những cái đó đều là cái tâm sân xảy ra hết. Nếu mà cái tâm sân mình cứ liên tục từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thì như vậy có tốt gì cho cái nghiệp thiện của mình không bạch sư? Tự vì con biết đó, đàn bà con gái thì có cái vụ này nó nhiều hơn phía cánh đàn ông. Mình nhìn khi mình hay trách những chuyện nhỏ nhỏ đâu đâu, nhiều khi cái chén, cái ly ở trong bếp để không đúng chỗ mà cũng cầu nhau cản nhẫn với ông chồng, với lại con, hay là với người roommate của mình đó sư. Nếu mà mình cứ giữ cái tâm như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái nghiệp của mình? Mà nếu mà trở thành cái thường cận y duyên rồi đó bạch sư, thì nó có hay cho người tu không bạch sư? Tự con thấy cái này là phía bên cánh nữ có hơi nhiều. Và con xin dâng bích tài cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Thì mấy cô học Di Diệu Pháp rồi thì biết bây giờ đó cái tâm tham, tâm sân nó là cái phiền não. Tại sao mình sân? Tại vì mình muốn, muốn, tôi muốn tất cả đều phải như thế này, như thế này, như thế này, thế này. Mà mình muốn không được thì mình bực bội chứ sao? Không? Là sân. Đó, thành ra mình thấy bây giờ mình phải tập. Quý vị biết đó, cái chuyện mà tham và sân cái ai cũng có. Thì hồi lúc đầu đó mà sư mới thời gian đầu mấy năm đầu xuất gia tu tập đó, trời mình cũng dễ bực bội lắm. Ở tập thể mà không có cái sự gọi là ý thức, trời ơi, vô nhà tắm thì mấy ông ngâm y áo không có chịu nhẹo giặt để nó hôi rình, rồi mở nước thì không bao giờ khóa lại, phải không? Sư mới đi mua cái phao tự động, mà khi mà cái phao tự động á, thì nó chảy là rỉ rả chứ đâu chảy lẹ như là những cái phong tên bình thường. Mình mua về mình gắn trong cái hồ
Để mà không xài á, thì nước nước nó khi nào nó đầy á, tự động nó ngắt. Nhưng mà bây giờ á, chảy chảy ra ít quá, nó không xài tắm rửa giặt đồ cũng đủ bẻ dục à, hỏi chứ gặp mấy cái chuyện đó đấy. Rồi sao mình tập lại cái chuyện đó là mình bậy chứ không phải người ta bậy à, mà sân chi vậy à. Thôi thì bây giờ á, ai xài không biết, ai không khóa nước thì thôi, bây giờ mình thấy nước nó đang chảy tràn, mình lên khóa lại đi, mắc gì mình phải đứng đó mình la ông nào vô tắm mà không chịu khóa nước lại, thấy không? Thành ra đó mình tập mình thấy cái đó là cái phiền não, cái sai, thì từ từ mình tự động mình sửa à, chứ mắc gì mình sân mình giận mình la lên mất công mệt chứ không có lợi ích gì hết à. Khi mà chúng ta biết vậy á, chúng ta buông bỏ, chúng ta xả bỏ bớt là mình thương chính mình đó. Cho nên là khi mà nghe một cái bài pháp của ngài Hòa thượng Suy Minh ngài giảng, ngài nói á, mình tập cái tâm hành xả à, mình tha thứ cho người khác, mình tập cái tâm mình buông bỏ là mình thương mình á, thấy không? Mỗi lần mình thấy à, người đó làm nó không đúng rồi mình bực bội mình la lên có lợi ích gì đâu, mình gây khổ đau chính mình. Khi mà mình sân lên thì cái phiền não đang đốt thiêu đốt cái nội tâm à, đang thiêu đốt cái sắc pháp nè, rồi mình la lối lên thì sao, làm công việc rối ren, làm cho người khác họ họ bực bội à, thêm quan cái chứ không lợi ích gì hết à. Cho nên á, thôi bây giờ mình tập lại à, bây giờ người ta để cái ly nó không đúng vị trí thôi mình để úp vô à, người ta để cái dao nó không đúng chỗ mình để mình giặt cái lại cho nó đúng chỗ à, nó khỏe không? Thay vì mà mình đứng đó mình làm bực bội mình khó chịu thì mình làm một chút xíu nó nhẹ nhàng lắm, mà cái tâm mình nó hoan hỷ, người khác người ta cũng hoan hỷ đó. Đó thành ra đó cái chỗ đó đó là cái chỗ mà mình tu đó à, khi mà một cái người phàm nhân, những cái người bình thường họ gặp những cái chuyện mà trái ý nghịch lòng là họ nổi sân lên, còn bây giờ á mình đối diện với cảnh, mặc dù cái cảnh này nó tốt đẹp trái ý nghịch lòng nhưng mà mình chuyển cái tâm mình à, mình chuyển cái tâm mình à, không sân hận mà mình hoan hỷ à, thôi thì diện cũng có gì đâu, người ta để không đúng chỗ thì giờ mình dẹp lại chút xíu có gì đâu, phải không? Thành ra đó là đó cái chỗ đó là chỗ tu chứ không phải là tôi phải tập niệm tâm từ cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc, mà khi mình chuyển hóa mình thay đổi được từ cái tâm phiền não trở thành cái tâm mát mẻ sáng suốt, mình được an vui, thì khi mà mình không có to tiếng, mình không la lối à, thế này thế khác thì cái người kia họ cũng được an vui. Mình sân hận, mình bực bội, mình la lên, người ta cũng khó chịu à. Thành ra đó chúng ta hiểu cái sự tu tập là cái sự sửa đổi. Sửa đổi gì? Những thói hư tật xấu mình đừng có sửa đổi người ta trước, mà mình phải quay về mình nhìn cái sửa đổi ngay chính mình trước. Bây giờ người ta đã người ta không ý thức, phải không? Người ta mới làm sai, người ta mới để cái ly nó không đúng chỗ, người ta để cái dao nó không đúng chỗ, người ta mở nước mà người ta không khóa lại. Thì bây giờ á, quý vị la đó, quý vị bực bội, sân hận thì cái ly nó có trở về vị trí đúng không? Hay cái dao nó về vị trí đúng không? Hay là cái vòi nước nó có tự động nó khóa lại không? Đó. Mình la chỉ cho nó mệt. Rồi, chạy nó à, đưa úp cái ly lại cho đúng chỗ, để dao vào chung đúng chỗ, thò cái tay khóa cái vòi nước lại nhẹ nhàng không tốn hao gì hết à,
mà tâm mình cũng hoan hỷ nha, mà cái người kia họ cũng hoan hỷ, còn giờ mình đùng 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 mình làm nổi giận, mình cũng khổ, mình đang bị cái sân hận nó đốt cháy, và cái người kia đó cái tai họ phải cảm nhận những cái âm thanh khó chịu á, nó cũng khổ. Rồi hai cái khổ mà đụng nhau á là nó đưa tới cái khổ lớn hơn. À, thành ra đó thôi, mình là người học Phật pháp, mình chịu thua, mình chịu thua. À, mình tập cái tâm buông xả, à, hành xả, và mình chấp nhận hoàn cảnh chuyển đổi để đem đến cái sự an vui. À, thì như vậy lợi mình, à, mình không bị sân hận thiêu đốt, và lợi người người kia khỏi phải nghe những cái âm thanh chói tai đó. Thành ra đó khi chúng ta thực hành cái hạnh hành xả tha thứ là mình thương mình đem đến cái sự an vui cho chính mình, và nhờ đó mà những người xung quanh cũng được lợi lạc, cũng được an vui. Dạ, xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyễn Như. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ bạch sư, theo cái sự suy tư của con thôi, con chưa có suy nghĩ sâu lắm về cái vấn đề này, nhưng mà thường thường á thì Nguyên Như hay thấy cái người nào mà hay sân hay nóng thì trong tâm người đó thường hay nghĩ rằng mình đúng, tự mình đúng á, thì tự nhiên mình có chuyện mình la người khác, bạch sư, thường thường là như vậy. Còn cái người mà hay im ru hay cười cười á thì cái tâm của họ lại thường là nghĩ mình sai, mà cái người nghĩ mình sai á, thì Nguyên Như lại thấy nó chia làm hai trường hợp. Một á, cái người nghĩ sai là người ta có cái tâm đạo rất là cao, tự vì á, sống ở trong trong cái cõi 30 cõi 31 cõi này á, thì trước sau mình cũng sai, chỉ có một cái bậc chánh giác là không sai thôi, thành ra người ta rất là nhẫn, người ta cười thôi, tự vì người ta biết là trước sau gì mình cũng là lỗi thôi, mình im cho rồi. Còn một cái loại người thứ hai là họ cười cười mà họ biết họ sai, tự vì là họ sai thiệt. Chẳng hạn như là mình gặp cái thằng ăn trộm, thì khi mà người ta la đó nó đâu có dám la lại, tự vì nó đang có sai thiệt phải không bạch sư? Thành ra con thấy thường thường á thì cái con thấy cái trường hai trường hợp xảy ra như vậy, mà mình nhìn thì mình thấy vậy thôi, nhưng mà nếu mà cái tâm mình nó được quân bình á thì mình cũng thoải mái. Tự nhiên nếu mà cái gì mình cũng nóng á thì con không biết là mình có đốt được ai chưa, mà mình đốt cho bản thân mình trước thì mình sẽ mệt mỏi nhiều hơn. Dạ, con không biết là trong lớp mình còn có cái câu hỏi gì không. Dạ, Nguyên Như xin dành một vài giây để Nguyên Như xin welcome bác sĩ Hoàng. Hôm nay là ngày đầu tiên bác sĩ Thành vào lớp học, và bác sĩ rất là hoan hỷ bác sĩ có thể vào room mỗi tối để sinh hoạt với lớp. Dạ, phần còn lại là con không biết trong lớp mình còn có câu hỏi gì không. Duyên và Nguyên Trang còn có câu hỏi gì cho bài học này không? Dạ, con thấy không có ai giơ tay nữa, như vậy con xin kính thỉnh sư chủ room quay trở lại. Con không biết sư Thanh Tâm có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? À, con xin kính thỉnh sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. Mô Phật, thay mặt lớp học thành kính tri ân sư Pháp Thanh rất nhiều. Sư thấy hôm nay có tỳ kheo Huy Niệm, hồi nãy thấy có tỳ kheo Pháp Trang nữa, chắc như tỳ kheo Pháp Trang ra rồi phải không? Thưa sư Huy Niệm, hôm nay sư khỏe không ạ? Ước mong sư được mạnh khỏe. Sư xin, hình như là ngày mai là ngày của sư Huy Niệm phải không? Hy vọng gặp lại sư vào ngày mai nha.
Thì ngày mai sư Pháp Tính, ngày thứ năm sư Huy Niệm, thì kính mời quý vị và ngày mai 9 giờ đến với lớp học để tụng kinh, rồi 9 giờ rưỡi thì sư Pháp Tính sẽ giảng pháp. Thay mặt lớp học một lần nữa kính chúc chư Tôn Đức Tăng và tất cả quý vị được an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Bây giờ sư xin phúc chúc cho đạo tràng, cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sức an vui, sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo chưa được thành tựu mỹ mãn, chưa được thành tựu mỹ mãn, chưa được thành tựu mỹ mãn. Thưa quý vị, trước khi dứt lời, mời quý vị rải tâm từ với chúng tôi nha. Quý vị cố gắng rải thêm cái tâm từ để nó trừ cái tâm sân ha, tâm giận, ganh tị, ghen ghét, keo kiệt, hối hận, hối tiếc đó, đó, đó là những cái tâm sân á. Khi một người tu á, là không có sân ha, không có trách ha, không 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 là không có giận, không có trách mình không buồn không giận không trách mình, không buồn không giận không có trách ai cả, cái gì sai thì mình sửa thôi, mình sám hối, từ từ nó hết. Rồi mời quý vị đọc theo. Thứ nhất là mình phải từ bi với chính mình. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Vì nhớ nguyện mỗi ngày như vậy đó, mình nguyện và mình coi cái tâm mình. Nhớ ngàn giận đâu bỏ đó, buồn đâu bỏ đó, trách trách hờn trách là bỏ bỏ. Tại vì nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, nó không phải của tôi, nó do duyên nghiệp thôi. Rồi cái thứ hai là nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Vì nhớ đó, mình có ông bà cha mẹ anh chị em con cháu à, vì nguyện kể từ nay ý xin nói kể từ nay nghe, không có buồn không có giận mà không có trách người nhà mình ha. Nếu nó sanh khởi trong tâm giận thì mình niệm đó, mình dùng cái chánh niệm niệm tâm đó. Giận giận khổ nè, khổ nè, thì cảm nhận nó khổ khổ nguy hiểm nè, nguy hiểm, hại mình hại người, khổ khổ, bể tim bể tim, vậy đó, cảm nhận như vậy đó thì từ nó sẽ hết, nên là nó sẽ hết nha. Và khi nó hết đó, thì tâm hỷ tâm vui nó phát sanh, rồi mở lòng rộng ra như Đức Phật đó, ngài cả tứ vô lượng tâm, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Thì nhớ ha, khi mình thấy 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 chúng sanh, hoặc là mình nghĩ đến chúng sanh, hoặc là mình nhớ đến chúng sanh thì mình mong cho họ được an vui thanh tịnh ha, không có giận, không có hại, không có muốn hại người ha, hại chúng sanh. Nếu nó sanh khởi thì mình cũng niệm gì đó, giận nè giận nè, ý nghĩ nè, nguy hiểm khổ khổ nè, thì nó sẽ hết nha. Tới đây thì quý vị nghe được hai pháp ha. Thứ nhất, pháp thứ nhất đó là rải tâm từ. Hãy có từ bi thì nó có hỷ xả, hay gì đó. Cái thứ hai là pháp niệm tâm, tâm mình như thế nào,
mình hay biết, mình niệm nó, mình nhận thức nó là khổ. Ý nói là những cái tâm bất thiện á, mình phải nhận thức nó là khổ. Khổ mình phải thấy cho rõ, mình phải hiểu cho rõ. Khi mình hiểu rõ nó thì nó, cái nguyên nhân của đau khổ đó là giờ là do vô minh tham ái chấp thủ đó. Mình biết nó là vô ngã, nó không phải của tôi, do duyên nghiệp mà. Hết duyên hết nghiệp thì nó hết à. Cái thứ ba nó là khi mình bỏ được hết tham sân si đó thì mình được an vui thanh tịnh ha, an vui giải thoát. Thì tâm không động không sầu vì các pháp thế gian, đó là hạnh phúc cao thượng. Dạ, mô Phật. Thì sư thấy cô Từ Mẫn giơ tay thì mời cô Từ Mẫn hồi hướng đến cho chư thiên nha, và kết thúc buổi học hôm nay. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ con có đôi lời gửi đến đạo tràng. Dạ sau này thì Nguyên Trang hồi hướng cũng được. Bạch sư, dạ con có ý kiến là con mới nghe bạch sư nói là ngày nay hay ngày mai gì đó là ngày của sư quy niệm, ngày giảng của sư. Nhưng mà con thì thật lòng có ý, con nói Nguyên Trang, Nguyên Như ở trong cái lớp mình đó là con thấy vết thương sư cũng mới về, sư cần phải tịnh dưỡng bạch sư. Thành thử ra cứ để cho sư nghỉ đi, rồi sư có rảnh ngày nào sư cũng vô lớp với tụi con để thính pháp, để chung vui trong cái lớp học thôi sư. Đừng để cho sư quy niệm ông giảng, tại vì ông giảng nó thành thử ra động tới cái vết thương bạch sư. Thì ý con là có ý như vậy, chứ một hai thời pháp thì tùy duyên bạch sư. Cái vết thương của sư quy niệm ổng cũng không phải là nhẹ nhàng gì, cho nên còn mới tin là bạch sư đó. Ý con thì có ý vậy thôi, con có cái gợi ý gì thôi, chứ sư cứ đến với tụi con hàng ngày, cứ ngồi đó đi rồi nghe pháp, lâu lâu gì sư có ý kiến gì một hai câu nói với tụi con trong lớp học là tụi con hoan hỷ lắm rồi. Sư đừng có phải trách nhiệm với cái bổn phận là tôi phải gồng gánh thêm cái lớp lớp gì. Sư đừng nghĩ vậy, sư cứ vô với tụi con. Dạ sa thú, con chỉ có ích lợi vậy thôi, thì con xin cao mít lại cho Nguyên Trang, Nguyên Như. Dạ mô Bố Tha Giá. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ sư quy niệm thấy không, bà con rất là lo cho sư. Dạ cảm ơn chị Từ Mẫn, xin sa thú. Nhưng mà theo tình hình đó thì ngày đầu tiên sư về, sư chỉ trở lại trên sân khấu thôi, sư chưa có giảng đâu. Sư chỉ nói lên vài lời tâm sự ngập hân rồi ca vài câu vọng cổ thôi chị, chứ sư chưa có giảng, thành ra đừng có lo. Nếu mà sư sư mà đứt hơi giữa câu thì Nguyên Nhân Nguyên Trang sẽ cầm mic giúp sư. Nhưng mà sư sư muốn quay trở lại với lớp mình thôi, chứ thiệt ra chưa có giảng đâu chị. Dạ, cảm ơn chị Từ Mẫn. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp, và chúng ta cùng nhau xin chi phước tới sư quy niệm, cầu mong cho sư sức khỏe an khang, vết thương mau lành. Dạ, và thân tâm của sư lúc nào cũng được thoải mái mát mẻ để cho vết thương nó thiệt là mau lành. Dạ Nguyên Như rất là mong như vậy, và con tin là tất cả mọi người trong room đều rất là lo cho sư. Dạ đề hoa tạ sanh ti quy hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê tạ hình tạ hình tạ tham ma đà nê na pha quanh tu pu chi ta so thân ca ron tê tha quy hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na qua cha phình kha vô xà ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gà ma cha đề sa ni gà ma cha y sa ra sắp ba na phu ta su ki ta pa quan tu tê
cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni cha ni căng tham ma wa răng pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang ko ho tu sa mắc go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mô sam be bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we tị tê y đằng nô nha tị năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha tị năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha tị năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à sáu quắc khá già quá hằng hồ tú quá nà gác tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ con xin kính thưa sư, xin thưa một chuyện nữa với đạo tràng là thiệt ra đúng là đời vô thường hết chuyện này đến chuyện khác. Sư Pháp Tính vừa nhắn với Nguyên Như là sư trưởng rất là nặng, không biết là sư có về được hay không. Từ mấy hôm nay là sư phải trực bên giường bệnh của sư trưởng là mỗi ngày luôn. Thành ra con nghĩ là khoảng 99% là sư Pháp Tính đã có thể là sẽ không có dạy mình được ngày mai rồi. Con nghĩ là chắc ngày mai con sẽ thỉnh sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông có thể dạy cho lớp ạ. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.